Ngọc Sơn hé lộ những đoạn đời còn khuất lấp. Lần đầu tiên Ngọc Sơn trải lòng với khán giả về biến cố cuộc đời ở đời nghệ sĩ. Trong chương trình Đời Nghệ Sĩ tuần này, khán giả sẽ gặp lại một gương mặt vô cùng quen thuộc, ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn. Với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, những câu chuyện trên sân khấu và phía sau hậu trường của danh ca Ngọc Sơn luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với khán giả khắp mọi miền Tổ quốc. Danh ca Ngọc Sơn được đông đảo khán giả trong và ngoài nước yêu mến. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang vẫn có những khoảng lặng trong cuộc đời làm cho nam danh ca không bao giờ quên. Ngọc Sơn chia sẻ, tôi là người dùng thời gian rất tiết kiệm. Trong những khoảng thời gian khủng hoảng nhất của cuộc đời, tôi luôn biến đổi và xoay chuyển nó theo một hướng khác bằng cách học ngoại ngữ. Bây giờ, tôi đã học được 11 ngoại ngữ. Nói về giai đoạn bất ngờ vắng mặt trên các sân khấu ca nhạc, truyền hình cũng như các phương tiện truyền thông, Ngọc Sơn tâm sự, tôi có hai khoảng lặng trong đời. Lần đầu tiên là vào năm 1992, tôi biến điều không may mắn ấy thành việc học tập. Tôi quên hết tất cả mọi thứ trong cuộc sống và tập trung vào học, học nữa, học mãi. Tôi tận dụng khoảng thời gian đó để làm nên tài sản riêng cho mình. Khoảng lặng thứ hai là câu chuyện về cha mẹ. Thời điểm ấy, tôi không dám nhận lời mời tham gia bất cứ chương trình nào vì sợ nhận lời rồi sẽ bỏ. Lúc đó, cha tôi đang cấp cứu. Tôi rất thương và lo cho cha. Đang trên đỉnh cao của sự nghiệp rồi bất ngờ rời xa ánh hào quang, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nam danh ca bày tỏ. Đó là điều không gì khủng khiếp hơn với một người dành tâm huyết cho nghề nghiệp. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi là tình yêu thương của đại gia đình. Nhưng lúc đó, tôi ý thức được và nhẫn nại chịu đựng. Có ba điều mà tôi luôn trân quý trong cuộc sống. Đó là lòng hiếu thảo, biết tôn sư trọng đạo và cách đối nhân xử thế. Tôi sống thu mình lại. Mọi thứ trong cuộc sống đều tự đến rồi đi. Tôi không trách móc hay oán giận gì cuộc đời. Sau khi trở thành tên tuổi được đông đảo khán giả yêu thương và mến mộ, Ngọc Sơn còn thành công trong việc đưa em trai là Ngọc Hải dấn thân vào showbiz. Ngọc Sơn kể lại, ngày xưa Ngọc Hải bị ngọng và không hát được. Tôi phải thọc tay vào trong lưỡi, cạnh miệng từng chữ thì Ngọc Hải mới có thể hát được và kiếm tiền. Sau khi có sự nghiệp, Ngọc Hải bắt đầu chuyển dần sang kinh doanh. Tôi rất thương các em của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Nói về lý do Ngọc Hải rời xa showbiz và lựa chọn một hướng đi khác, Ngọc Sơn bày tỏ, trong nhà, Ngọc Hải được mọi người gọi là Tư nông dân. Từ nhỏ đã rất thích mò cua, bắt tôm bắt tép. Ngọc Hải thích gắn bó với đồng ruộng, với công việc kinh doanh, dầu máy, Ngọc Hải đến với con đường ca hát là do tôi ép duyên. Sau khi thành danh, Ngọc Hải vẫn mơ ước có sự nghiệp kinh doanh riêng. Hiện tại, Ngọc Hải sinh sống và làm việc trong ngành du lịch ở Bà Rịa, Vũng Tàu.